chào các chị em nhé. Hôm nay sẽ hướng dẫn các chị em cách làm cua để làm sao mà không bị cua cắp. Hôm nay có một bữa cua to và ngon, toàn cua đực. Cũng có cua cái đấy nhưng mà cua đực nhiều. Hôm nay sẽ hướng dẫn chị em không bị cua cắp, làm thế nào để không bị cua cắp. Thì khi mà chúng ta bắt cua thì chúng ta sẽ bắt ở trên cái mai của con cua. Đấy. Sẽ chụp một con cho các anh chị em xem. Đấy. Mình cầm thế này thì sẽ không bị cái càng của con cua nó cắp vào. Nếu như mình cầm không đúng cách thì sẽ rất dễ là bị con cua nó cắp vào tay. Khi mà cầm được như thế này thì con cua nó theo chiều hướng nó không thể nào nó ngoái càng lại, nó cắp vào tay anh chị em được. Khi cầm thế này rồi xong bắt đầu mình sẽ cầm cái chân của nó, cầm bốn chân, chứ cầm một chân là nó đứt ngay. Mình sẽ xé ra như thế này. Đấy. Bên này không xé được thì bên kia xé. Mình sẽ để cái mai sang một bên. Và phần còn lại của con cua này nó còn cái còn một cái phần thừa này mình sẽ ở bụng nó này. Mình sẽ bỏ nó ra. Mình không dùng đến cái phần này. Mình chỉ sử dụng cái phần con này thôi. Thì mình sẽ bỏ sang đây. Mai và cái phần thân của nó thì mình phải để riêng ra. Mai đấy, rất là đơn giản này, cầm này. Đây, đó. Mai mình phải để riêng ra để tí nữa mình khêu gạch, còn cái mai thì sẽ bỏ đi. Nếu mà xay mai cùng với lại cái thân này thì nó sẽ bị đen cái nước cua. Đây, anh chị em hết sức chú ý cái vấn đề như thế. Đấy, rất đơn giản, mình cầm như này thôi. Xong mình cầm cái bốn cái chân này, mình kéo ra. Đấy, đơn giản. Đấy, phần này đây. Tiếp tục thêm một con nữa này, bắt này. Mình dí cái con cua này xuống, mình cầm cái phần này. Đấy, quá đơn giản luôn. Cầm bốn chân này, đừng có cầm vào càng nhá. Cầm càng bên này nó cóc bên này này, nó cắp ngay vào tay mình đấy. Đấy, mình cứ thế mình lôi ra, từ từ nhẹ nhàng thôi, không cần phải vội vàng làm chi, trách nhau vội vàng làm gì. Cua nó không vội vàng, mình không nên vội vàng. Đấy. Này, hai ngón tay này mình đúng như cái càng cua luôn. Đấy, cầm này, kéo đó. Khi mà tách ra như thế này thì con cua nó sẽ yếu rồi, thì mình cầm cái này mình tách ra, nó bẩn quá thì mình rửa nó đi như thế này. Đấy, dí nó xuống này, dí bên trên này, con cái càng của con cua nó không thể nào nó cắp mình được, dí xuống này. Đấy, cầm hai bên này, đơn giản không, cầm bốn cái chân này, kéo ra này. Đấy. Tiếp tục, quá đơn giản luôn. Cần thiết mình xả một ít nước này mình rửa đi. Đấy. Chị em có thấy đơn giản không? Quá đơn giản luôn. Cua này là cua đồng của Điện Biên. Cánh đồng thì đang ở cái vụ gặt rồi, nhưng mà nó có nước, đợt này mưa nhiều có nước. Anh chị em đôi khi xé nó sẽ chỉ có nửa con như thế này thôi, mình lại phải xé ngược lại bên kia. Đó, cầm này. Đây, con to này mình cũng làm như thế này, mình ấn nó xuống này. Đấy, mình cầm hai bên này, hai ngón tay này, ngón này mình dí nó xuống. Đấy, hai ngón này mình cầm. Đấy, như này. Tay mình cũng giống như cái càng của nó. Mình cầm chân này, kéo ra này, kéo từ từ thôi thì nó không bị rách. Đó. Trường hợp nó bị gãy như thế này thì mình cứ bỏ ra thôi. Đấy, bóc ra, đơn giản. Một tí là xong rồi. Đôi khi là các chị em là hay sợ cái con cua này, nhưng mà mình biết cách thì nó rất là bình thường, không có gì phải sợ cả. Đàn ông mình còn không sợ con cua, mình sợ cái gì nhỉ? Yeah. Chồng mình còn mắng cho bỏ bố chứ. Vợ tôi nghe như thế là vợ tôi có ý kiến ngay,
nó vào nó chuẩn bị nó mắng chồng ngay, rất đơn giản luôn. Đây, con này là con cua cái, nó đang có cua non ở bên trong này, mình sẽ thả cua non đi và mình đừng bao giờ sử dụng cua non, hãy để cho nó lớn. Thế nhưng mà ở đây là thành phố cho nên là tôi không thể chạy ra ruộng để thả cua con được, tôi phải cứ bỏ vào nó sống được đâu sống. Thế em có thấy đơn giản không? Quá đơn giản luôn. Từ nay đừng bao giờ sợ cua nhá, xem xong clip này đừng bao giờ sợ cua, làm rất nhanh luôn. Đấy, mình ấn cái này mình cầm này, ấy ấy, quá đơn giản, quá nhanh, quá nhanh, quá nguy hiểm. Một loáng nữa là xong cái chỗ cua này rồi. Tí nữa mình chỉ việc bỏ vào mình xay thôi, mình khêu gạch một tí. Rất nhanh luôn, không bao giờ sợ cắp, không bị cắp một tí nào luôn, chỉ có làm không cẩn thận là sẽ bị cắp. Đấy, đơn giản như đan rổ. Con bé bé này thì làm tương tự, một loáng là xong luôn. Không để quý vị phải đợi chờ lâu mà mau hao mòn đi sức khỏe. Đấy, tí nữa thì bị nó cắp. Thế là cái chỗ cua đã xong. Bây giờ mình sẽ quay thành quả vừa mới bóc cho anh chị em xem, để anh chị em lần sau con làm cua thì không bao giờ sợ nữa. Chồng mình không sợ thì việc gì mình phải sợ con cua, đúng không? Đây chính là thành quả. Bây giờ mình sẽ đi mình khêu cái gạch này, và còn cái phần này thì mình sẽ phải xay ra. Anh em nào có cối có chày thì giã, còn mình là mình có máy xay, có cối có chày, nhưng mà mình giã kiểu khác, mình giã ban đêm không giã ban ngày. Rồi, như thế là chị em đã biết cách làm cua rồi nhá. Chào chị em nhá.